À, từ vì ra hộ cao tập cũng vào cái này nét đầm nét tin nét khỏe thì phải lại đỡ trở thành thì họ lên được mạnh khỏe bình hàng bốn chữ hàng linh thọ sửa tiến hình để chúng ta sao tại ở nhà và hạ đó nam mô a di đà phật nam mô Nam mô Hữu Thiện Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế kính lạy Đức Tùng Thiện Tình Chúa Cộng Tử Vì Sản Sinh Tại Đế Đức Cả Nam Thảo Lục Vì Diện Thọ Sinh Quần Đức Hữu Các Đầu Kiểu Hàm Giải Ách Tình Quần Đức Sào La Hầu Hổ Phú Thị Diệu Hóa Bạch nguyên thần thần quần ngày lành tháng tốt ngày hai hai tháng hai năm Quý Mão trai chủ họ Lê nam nữ còn cùng các nam tử nữ tử họ Lê thầy họ Trần ngụ tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện thị trấn Nam Ban Đông Anh một thành tâm sửa biện dâng hương hoa lễ vật thiết lập đàn tràng tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện thị trấn Nam Ban đồng hành một làm lễ dâng tiến hình đồng thao bài hạn cuối cùng sự thì chấp cầu chấp kỳ lễ bàn phù hộ độ trì giảng sự vạn hận ban phước lộc chúng con và mọi sự lành tránh mọi sự dữ ta đâu thì hàng 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 thịnh lượng chúng con cúi đầu chí thành nhất tâm bái tạ cần cầu lạy Phật pháp tăng thường tam bảo năm nay là năm quan tịnh vượng hành thiện trí đức cổ phần tài phụ để còn phụ thề họ chẳng ai thần hai thắng một lòng linh linh một ta tạ ân đức thần linh tổ địa ông đạo phụ thần quần lệ lệ lễ bàn phần thạch tín cùng với mọi
ẩn tốt, ngày lành tháng tốt, ngày một tháng tiền quý mão liền nhị nguyện nhị thập nhị tài chủ lên còn nhất tâm thiết lập đàn thản thêm thầy dưới mặt thêm thầy dưới đổ thầy lễ bạc lầm thành cũng là phật bảo pháp bảo tăng bảo người trần mắt thịt chúng còn còn ăn cho sạch bạch chưa thông còn thấm vàng lại ngải thử đi ra hộ được bạn sự hành thầm mọi sự cát tưởng ngữ ngày lành tháng tốt ngày một tháng tiền các vị a la hán lại chữ tiền cõi trời mười chữ tiền cõi trời hộ pháp đường trụ tam bảo các vị thần linh hộ pháp phủ thần quân hôm nay hương đằng trà thực nhất tâm nhất tín nhất thành hoa tươi quả tốt lễ bạc lầm thành đàn còn sơ lễ bạc tâm thành cũng trên tay thì lễ bạc lòng thành cũng tính thực phóng sinh cũng là tiếng hiển tiếng mã dần mũ áo nghĩa hải đỏ dần lên bước thượng thiền cõi trời lệ các vị chứng tâm cho phật tử lê pháp của con được mạnh khỏe bình an được tài qua khách được về còn mọi sự hành tâm công dành tọa được tài quan có quan trần gian giúp đỡ vừa rồi do việc trần gian thì có quan trần gian lệ con được vạn sự sở cầu ý sở nguyện tầm tầm hai thần họ lệ họ trận hai thần như một thằng góc một lòng đến nên một dạ lệ phật pháp tăng thường trụ tam bảo lệ ngài từ bi gia hậu chứng cho tờ giấy canh sơ tờ vàng bồ mê các cụ gia tiền họ lệ hôm nay về đây xin cơm cũng như lai đặt cơm bồ đi một ngọn đèn biến ra mười ngọn đèn biến ra trăm ngọn đèn biến ra nghìn ngọn đèn biến ra vạn ngọn đèn ấm no hạnh phúc nhiều đời còn sáu họ để nhất tâm nhất tín nhất thành nha sửa ấm đời từ đường lửa hương phụng sự thở phụng má này còn sáu sửa sang lễ bận tiếng rằng các cụ gia tiền họ để tử bị thương xót học phật tu học phật đạo đầu xanh tuổi trẻ khăng khắp một lòng đinh ninh một dạ lạy phật pháp tăng thần linh thổ địa pháp phủ thần quân sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ đâm chủ tư mệnh pháp phủ thần quân bản phúc phù nhân phúc đức tinh thần chức cầu lễ vật tiền ân tiền thương toàn cầu nhã nhàn lễ bạc lòng thành ngựa đỏ mũ áo nghi hải đỏ dần lên thượng thiên lại các quan tử đi thường xót được vạn sự hành thầm an vị phát thường tốc giáng lộ nhàn bàn giữ phúc quả giữ đức chữ lập được vạn sự hành thầm đầy lửa hương phụng thở nuôi con cháu thần gian lệ ngài thứ bi gia hộ có quan thần gian giúp đỡ lệ ngài ngài thu nhận lễ vật hôm nay là đàn lễ tạo được ngài chứng tâm chứng cả lòng thành cho tất cả những người là tạo cho lễ tạo ô thì là phật lệ ngài ngài người là quên người là người chỉ may vạn sự hành tâm hai nam tử nữ tử có mặt bất lời họ chẩn con hôm nay từ đầu đến sáng cũng phù chỉnh trang lễ vật sắm sửa lễ bạc nấu cơm cũng thầy cũng là phật bảo pháp bảo tăng bảo lệ ngài từ bi gia hộ cho lễ bạc lòng thành biến vì vô hữu biến tiểu thành đa tập phúc nguyên tưởng cổng an ninh phúc tai sở cầu lại phật pháp tăng thường trụ tam bảo lại ngài từ bi gia hộ cho lễ bạc tâm thành đến thì bồ tát tưởng thành đa tập phúc nguyên tưởng cầu an ninh phúc tai sở cầu ý sở nguyện tầm tâm lại phật pháp tăng thường trụ tam bảo lại ngài từ bi gia hộ lại thường trụ tam bảo hôm nay con tỉnh lấy các vị thần linh tổ nhận pháp phủ thần quân hôm nay theo như ước mạng nguyện vọng của các vị thì họ vẫn còn hôm nay cũng đã nhờ họ có thể được pha ấm trà thanh tịnh mời các vị về đây.